Quá trời khủng khiếp quá. Ôi ôi nó lắc kìa. Bão như vậy mà chiếc ghe biển này vẫn ra khơi các bạn. Quá trời lắc rồi. Sóng quá lớn rồi. Lúc hết trơn. Trời ơi. Khó tay thiệt. Vợ ngồi trước rất là rung các bạn. Đi biển quen nhưng mà gặp tình cảnh này cũng rất là sợ nha. Quá trời sóng. Quá lắc. Sóng đánh quá mạnh. Chiếc cầu tốc đang vất vả tìm đường về nha các bạn. Từ đảo về. Trời ơi. Còn mở cửa ra luôn hay gì vậy? Quá trời ơi. Trời ơi hỏng nguyên chiếc luôn kìa. Quá sức các bạn ơi. Đây là cái đoạn đường cao tốc phải vượt qua nha. Quá gió luôn. Kinh khủng không? Nghiêng rồi. Quá trời rồi. Mở cái mũi ra luôn rồi. Mở cái cánh cửa cái mũi ra các bạn. Thôi
quá trời. Lướt trên mặt nước thấy ghê không? Trời ơi trời. Cho tóc về tới bờ nha. Qua cái đoạn đường này là mấy anh trên cao tốc mặc áo phao hết trơn. Dữ thiệt. Xuồng thu mua này đang về đất liền nha các bạn. Hiện giờ nó gặp một cơn sóng rất là dữ dội. Hôm nay gió áp thấp và bão rải rác nha. Ở khu vực biển này bây giờ sóng rất là lớn các bạn. Bơi thấy ghê thiệt. Gió khủng khiếp thì chứ. Bây giờ chúng ta xem chiếc ghe biển này nó sẽ đi ra biển các bạn, trong lúc sóng rất là lớn. Này chắc đi thu mua quá. Hiện giờ sóng và gió rất là lớn nha. Một chiếc ghe nhỏ nhỏ giờ nấp hết trơn rồi. Chùm lèo luôn các bạn ơi. Bây giờ ra tới ngoài này sóng nó dập rất là dữ. Quá sức. Gió mình quay mà muốn bay luôn các bạn, ghê gớm thiệt.
quá trời ra đây nó nhảy nè. Dữ dằn thiệt. Sống lúc bây giờ. Trời ơi. Vô nước luôn. Anh này vừa ra thì nhảy sóng rất là dữ dội nha. Quá trời. Trời ơi trời. Hỏng cái đầu luôn trời. Tại công với lại mấy người đi biển phủ rồi ra sao cũng chơi các bạn ơi. Sóng quá mạnh rồi. Xéo qua một bên để tránh những cơn sóng đối diện các bạn, nó sẽ dập ra bên hông nhiều hơn một xíu nha.